Mình trong cuộc đời mình đi tu nhân duyên bất đồng quý vị. Có những người mình gặp Phật pháp mười mấy hai chục năm mà mình đi chùa mình không có được cái kết quả gì chứ. Đi đến chùa cứ đi cầu xin không à. Cúng cho Phật bó hoa, cúng cho Phật nại chuối, cúng cho Phật 2000, xong quỳ Phật ơi, Phật gia hộ cho chồng con nó đừng có uống rượu nữa Phật ơi. Cho con nó đừng có bắt hiếu với con nữa Phật ơi. Con khổ lắm Phật ơi. Bắt đầu là khóc. Phật đâu có vậy đâu. Phật đâu phải như một kẻ phàm phu bình thường mà mình khóc chứ Phật là Phật mới thương. Nhưng mình chỉ cần có một cái tâm chân thật là cảm với Phật liền, không nói dòng gió chứ. Ví dụ như mình là người con bất hiếu thì bây giờ mình có hiếu là cảm với Phật. Mình là một người ăn trộm ăn cướp, bây giờ mình sửa là đừng có ăn trộm ăn cướp nữa thì cảm với Phật. Mình ích kỷ nhỏ mọn thì bây giờ mở tâm rộng lớn ra thì cảm với Phật. Cái tâm nó cảm với Phật chứ không phải là khóc mà cảm với Phật. Đừng có khóc làm chi. Đối với cái người thế gian mình khóc người ta thấy tội nghiệp, nhưng mà Phật thì Phật vẫn bình định cái tâm. Không có như vậy, không phải là không tội nghiệp nhưng mà Phật tính vào nhân quả. Nguyên lý này phải nắm mà hiểu được thì mình đi chùa nó không có mê tín quý vị à. Hiểu không? Mà mình dùng cái câu tin sau nhân quả rồi thì cái chuyện tất cả cái việc mà chúng ta gặp nhau trong cõi đời này nó đều có nhân có quả, đừng có buồn. Thí dụ như mà đi đến đây đông gì mà tự nhiên có người mắc 20-30 ngàn, vài 300 ngàn, vài 3 triệu bạc, mắc điện thoại. Đông gì có người mắc. Bao nhiêu con người ta không mắc, mình mắc là cái quả báo nhiều đời nhiều kiếp mình đã từng lấy của người ta. Quý vị phải nhớ rằng cái tội mà ăn trộm người tu, người đi vô chùa tu, chứ không phải đi ăn trộm người tu. Ăn trộm của người đi tu. Khi người ta vô chùa tu mà ăn trộm của cái người vô chùa tu là lấy của gì? Lấy của Tam Bảo. Mà lấy của Tam Bảo Phật còn khó cứu hơn là tạo tội ngũ nghịch. Ghê chưa? Cái của Tam Bảo mà mình lấy nghe, tội còn nặng hơn là tạo tội ngũ nghịch, Phật khó cứu hơn. Vì Tam Bảo là thập phương bá tính cúng dường, tặng hư không khắp pháp giới. Nên mình đi vô chùa cái gì của Tam Bảo mình ăn mình phải xin tiền. Không có được tùy tiện mình lấy mình ăn thí đại đâu, không phải đâu quý vị. Quý vị biết rằng bây giờ quý vị cầm một bó hoa gì cúng cho Phật nghe. Quý vị chưa cúng lên bàn thờ Phật, quý vị cầm hoa làm nè. Ăn cắp hương hoa, lau cái trái, rửa cái trái đi cúng cho Phật. Cái trái trong bụng mình nói, trong tâm mình nói nè, trái này biết thơm không? Cầm cái trái lên. Nó chưa cúng Phật mình hưởng hương vị trước rồi. Ăn trộm hương vị thấy chưa? Cẩn thận nghe, từng chút đó phải nhận thức chứ không giỡn đâu nghe. Nó có một vị tu hành này chắc cũng thị hiện thì sao, đi ngang một cái vườn sen, ông thấy sen, hoa sen đẹp quá, ông năn hoa sen lên ngửi hoa sen. Tối ông ngủ, thằng hoa đến báo mộng nó rằng tại sao ông ăn cắp hương hoa. Trong mộng ông tỉnh táo nói, ủa tôi ăn cắp hồi nào? Nói hồi trưa ông đi ngang cái đầm sen, ông năn hoa sen ngửi là ăn cắp hoa, chưa sinh mà lấy, đó là ăn trộm hương hoa. Thấy chưa, đừng có nói chuyện dẫn chơi nghe. Nên chùa mình ít trồng sen lắm, trồng bông giấy. Nên từ nơi đó giấy thì chắc không có mùi gì đâu mà hít. Mà hít thì thôi cho bị hít luôn đó, khỏi ăn cắp, nếu không. Quý vị thấy không, cái vi tế trong Phật pháp chưa, không đơn giản đâu nghe. Nên cái người mà thí dụ như mình vì gia đình, vì con cái mình mà mình đi vô trong chùa mà mình đi coi có người ta hở cái gì mình lấy ăn cắp đó nghe. Quý vị ơi, con quý vị nó sẽ không có kết quả đâu quý vị à. Thà quý vị đi kiếm cái nghề gì, vì sống đi đừng có làm cái nghề này. Nó làm cái nghề này thật sự mà nói vợ chồng con của mình nó giật mắt lắm. Thật sự mà nói đi ra ngoài đi ăn cắp đồ ta là giật mắt. Một ngày nào cũng bị bắt được là thôi đổi nghề đi. Những đứa ngày xưa một mình lo không xong mà niệm Phật mà còn ngon lành. Bây giờ cơm ăn áo bạn cuộc sống đầy đủ mà còn được nhiều người thương yêu. Thôi nếu mà không có vợ gì hết trơn mà làm nghề ăn trộm, thôi đổi nghề vô đây tu đi. Đi theo như Đức nuôi là già đi. Hiểu không? Nó làm vậy là ngon hơn. Nó nên từ nơi đó mấy vị biết rằng mình gặp được những cái điểm chùa vậy là cơ hội mình để quay đầu nè. Thôi đừng có đi ăn trộm ăn cắp của người ta làm chi. Cái nghề này không có được đâu. Mà đời đời kiếp kiếp phải nghèo nàn đó. Nó, nếu mà ở đây mà ngồi mà ở đây á,
Mà có một anh ăn trộm hay chị ăn trộm nào đây? Nay tôi nói là cũng khách sáo lắm rồi. Tôi kêu anh ăn trộm, chị ăn trộm là khách sáo lắm, nghe chưa? Nó nên nó nghe rồi nhận thức đi. Thật sự mà nói, tất cả quý vị nhớ trong cái cuộc đời này chúng ta, mình đã học Phật mình hiểu rồi. Người ta lấy cái của bên ngoài, người ta không có lấy được của trong mạng đâu mà sợ. Thí dụ như mình là người nghe đạo tu rồi, mắc tiền, ư a di đà Phật. Xong. Tính chút hỏi cho thùng Tam Bảo. Bây giờ mắc tiêu rồi, cũng như đã cúng Tam Bảo rồi, tiền Tam Bảo phục vụ chúng sanh, giúp chúng sanh, bây giờ khổ quá rồi lấy trước. Được rồi, a di đà Phật. Xong rồi đó, thấy chưa? Chứ đừng có la lối sùm chi, cũng có ai trả mình đâu. Thí dụ như có những người mắc của không hiểu, quát quát quát, mắc tiền rồi, trong túi mới tiền để mắc rồi, không la sùm lên kỳ cục thấy ghê. Có không, quê rồi nhiều nhà mắc tiền tự nhiên nhảy ra ngoài, ngoài cái xăng nhảy vậy. Bà con chồng sớm vào tiền mắc hết trơn rồi, trời ơi bao nhiêu năm nay để dành thì con nhiều đó, mặc hết trơn rồi, chắc tôi chết quá, tôi đọc đầu vô cục đá này quá. Em vị thấy không, nó mình bây giờ mình nghe đạo rồi, lỡ mắc rồi thì là mắc rồi thôi, hiểu không? Nó có cái cô kia, cô nói thầy ơi thầy đi chùa mắc tiền hết trơn rồi thầy á, về chồng nó quýnh mà chết. Nó kệ nó đánh trả nợ. Nó trời gặp thầy sao có thứ gì cũng trả nợ á. Thì đến đây đi trả nợ mà bây giờ không kêu trả nợ với trả cái gì. Nhớ nghe, đi đây là trả nợ đó, không có giỡn đâu, trả nợ đó. Nó thương mình cũng trả nợ á, phải không? Thương rồi khổ nè, đừng có nói. Thương rồi khổ nè. Nó ai mà được chồng mà thương nó rồi, mấy bà chờ xem khổ đó. Cái nghiệp quan gia nó ghê lắm, nó dùng mọi cách. Ban đầu là nó thương, nó bòi cho mình để nặng tình với nó đi. Khi nặng tình với nó rồi đó nghe, bắt đầu nó mới xử mình. Chứ có bao giờ mà chồng vợ nó đến với nhau mà nó ghi hai chữ quan gia trên trán không? Ban đầu nó đưa cái mặt vô dễ thương lắm. Nó kêu em đồ ngọt xớt, nó hứa hẹn đủ điều. Nó nói trời, nói cho bằng được. Nó nói cho bằng được, nó nói ngon lành lắm, đúng không? Từ nơi đó nó nói mà cho bằng được luôn mà. Em làm vợ anh đi được, anh sẽ lo cho em được. Hết toàn bộ, không có khổ đau gì đâu. Về nó bắt đẻ muốn thằng chết. Trước nhất là khổ đẻ rồi. Rồi bắt đầu là khi mà nặng tình với nó rồi, lúc đó nó mới chỗ cái bộ mặt không thật kia. Nó nói những lời nói bất cần, đúng không? Nó chứ có bao giờ mà gặp nhau mà ghi hai chữ quan gia trên trán, nó đưa cái mặt vô. Nè quan gia nè, mày chịu không? Không vậy mà có đó, có cái bà này, bà vô chùa bà tu, bà nói rằng nè, con này là vô duyên nhất nè thầy, là hai vợ chồng con không yêu nhau chứ, chỉ gặp nhau có một lần đi đám dỗ chung. Đúng rồi, đi đám dỗ mà gặp nhau không hên. Đi đám dỗ, hai vợ chồng đi đám dỗ gặp nhau, tự nhiên á xin số điện thoại, rồi xong cái đi trên trời dưới đất nó làm việc gì, xong cái tự nhiên có một ngày đó gần Tết cái nó điện thoại, chồng con điện thoại cho con, nói nè, ô mày chịu lấy tao không? Đúng là bảnh đấy ghê. Vậy mà cái bà này bà nói ừ tao chịu lấy mày. Rồi từ đó về sau hai chồng cưới nhau một phát là nói chuyện toàn là mày tao không. Rồi giờ chia tay à. Nó làm ra cho hai đứa. Rồi một đứa nó đem đi, còn đứa để cho những đức. Tôi thấy đúng là thầy chùa ngon thấy ghê. Cái lâu lâu bồ bì vô tìm mình, cứ là mình không có làm được cái gì nhưng mà cuối cùng cái đem vô đưa cho mình. Nó mới đây mấy bữa trước với Quan Âm vô mà cũng khéo ghê, chắc cũng nghe pháp thì sao hiểu. Thầy từ bi giống Quan Âm lắm. Nói tôi không có từ bi, sao mà gặp tôi tao nói từ bi là tôi ép tôi vô cái thế không kỳ cục cái gì, cứ thế mà ghét tôi không mà ngộ quá. Thầy từ bi lắm nên không lẽ thầy thấy mà mẹ quá con coi mà bụng chữa gì mà thầy bỏ. Tôi bỏ đó, cái quái ông bỏ đâu gì quái của tôi đâu mà tôi giữ. Không mà nói tới nói lui rồi thấy cũng tội nghiệp, mấy cái bụng đi ển rồi than thở đẻ mà không có tiền, không biết thiệt không, nó ngộ vậy.
Không mà kệ, đã bụng bự thì tội nghiệp quý vị. Thiệt giả gì kệ mồ. Thấy trong túi còn 2000 cho. Đó. Nó nói trời ơi thầy ơi, thầy sao thầy keo dữ vậy thầy. Bây giờ ai gà có còn xài được đâu thầy. Ô thôi vậy biết rồi. Ô mà vậy đó vị lỡ gặp nghe mà biết lắm nghe. Làm như con nghe pháp có biết nguồn tin mình sao sao. Lỡ là nói thầy từ bi đồ không mà nó tôi không có từ bi. Nên từ nó nói vị biết là mà tội nghiệp thì quý vị. Bây giờ ưa cái vụ mà tình hình mà giống như mang bầu rồi xong là chồng đi mất tiêu. Khổ ghê. Vô rồi bắt đầu là nói xong được rồi mà nói là mai mốt tới khi đẻ thì cho thêm tiền. Nó trời ơi trời. Sao mà tôi thấy cái duyên của tôi đi tu sao mà nó lạ kỳ ghê luôn. À, cái duyên đi tu mà sao mà toàn là bầu tìm không. Tôi không có thấy ai mà trẻ đẹp để tìm tôi. Nhưng mà tôi thấy toàn là bầu bụng bự gì. Đẻ con đỏ hói lỡ đưa tôi coi không. Khi mới đẻ. Khổ quá bồng lỡ. Bồng lỡ có cái bà đó bà nói rằng thầy coi nó sao mặt giống thầy. Nó vô gì. Ủa là trời. Nhờ tôi giúp thì tôi giúp cho sao nó mặt giống tôi trời. Tự nhiên mình nhìn kỹ sao nó mỏ nhọn giống mình trời. Tự nhiên đồ hói vậy xíu xiu trời 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 bỏ cho quét. Trời sao mặt giống mình dữ cái trời. Thấy mặt giống mình tội nghiệp liền mấy cô. Mặt giống mình thấy tội nghiệp. Mình nói chắc là có duyên nhiều đời nhiều kiếp sao kỳ cục quá. Thôi thấy gì cho cái triệu bạc nó tội nghiệp quá. Đó hói ra mặt mỏ nhọn quét thì mặt giống hình mình. Thầy trời sao kỳ cục cái trời. Ôi bà xong rồi bà bẩm đi giùm tôi. Bà đừng đưa cho mấy cô coi nha. Đưa mấy cô chùa mình coi. Nó nói tùm lum tùm la mất không. Nên từ đó đó quý vị biết rằng là gặp nhiều trường hợp lắm quý vị. Nên quý vị biết rõ ràng là mình ở trong chùa mình có cơ hội từ bi quý vị. À, cái cơ hội của cái người đi tu, cái cơ hội mà để mà bổ túc cái từ bi dễ. Chứ mà giờ mình ngoài đời không có ai mà dẫn đem lại đưa cho mình vậy đâu. Nhưng mà mình đi tu lại có người ta đem lại đưa cho mình vậy đó. Để mà mình tu phước tu duyên từ những con người như vậy. Thấy chưa? Nên cái người đi tu của mình là có cái phước để mà mình làm được cái phước. Còn cái người ngoài đời mình là có cái duyên nghiệp nó nặng nên nó tạo nghiệp nhiều hơn. Nó nên nó từ nơi đó mà mấy cái bà mà chồng bỏ chồng chê đủ duyên vô đây đi. Không mà buổi giảng nào những đứa cũng nói điều này nghe. Là giống như tạo một cái điều kiện cho những người mà gọi là lang thang. Bị chồng bỏ. Tội nghiệp. Bây giờ nhà cửa cũng rộng. Vô lau nhà cũng được. Đúng không? Cuộc đời còn lại mấy buổi cơm sống là qua ngày. Cuối đời vãng sanh. Được rồi. Lang thang chi bên ngoài. Lang thang bên ngoài thời gian đây nó chấp gắt mất công. Hiểu không? Thời gian à. Nguy hiểm. Nên mấy cái cô mà gọi là chồng bỏ chồng chê cứ vô đây tu thường xuyên mà nghe hoài gì nó giữ được cái tâm. Giữ được cái tâm á chứ không phải giỡn đâu nghe. Đó, nên còn người trẻ trẻ nam đồ thôi. Đủ duyên gặp Phật Pháp, biết tu được, tu đi. Thật sự. Nên cha mẹ mà có con biết tu có chừng còn con của mình. Sau thì đứa con nó nuôi mình á chứ không phải giỡn đâu nghe quý vị. Mà bây giờ đứa con có vợ có chồng khi nó không nuôi mình được. Khó nuôi mình. Nên mỗi một con người chúng ta nghe Phật Pháp này, những đức nói những điều đơn giản vậy. Vừa cái quả báo sát sanh, quả báo phá thai như thế nào. Quý vị nghe, quý vị nhớ là những cái quả báo này nó đáng sợ lắm. Phải nhờ cái pháp tu này để giải quyết vấn đề về cái quả báo này. Có nghĩa là bây giờ là nghe không phải sợ để mà lo. Mà bây giờ nghe để mà cố gắng niệm Phật, cố gắng ăn chay, phóng sanh để mà tu, để gầy dựng cái nguyện để giải thoát, giải quyết. Đúng không? Rồi mình về đây mình tu hành nhiệt tình hết mình cầu siêu cho các cháu. Nó bây giờ ghi cầu an cầu siêu rồi quá trời đó, ghi đi. Nó ví dụ như hai vợ chồng họ Trần họ Nguyễn, Trần Nguyễn vô danh phá thai 3 lần, Trần Nguyễn vô danh 1, Trần Nguyễn vô danh 2, Trần Nguyễn vô danh 3. Rồi bên nội bên ngoại có ai chết ghi vô. Nó ghi tên vô, người ta đi theo mình, tao biết sao tao nhìn.
Nhìn của mình có ghi tên ta không á? Nó, bây giờ nếu mình ghi không hết, mình ghi nè: con xin cầu an bên nội ngoại, con xin cầu siêu nội ngoại hai bên. Nó, lỡ sót ai thì cũng dính nội dính ngoại hết, không bỏ ai chứ. Hiểu chưa? Thôi ta thấy mình ghi người kia mà xong ghi họ đó nghe. Mình biết tu là cái gốc phước báo mình lớn nên người thân gia đình dòng họ mà chưa siêu đi theo mình nhiều lắm. Họ đi theo mình giống như bây giờ mình thích đi theo cái người có điều kiện, chứ ai mà đi theo cái người mặc riệp chứ. Hiểu không? Nên mình có phước mình đi vô chùa người ta đi theo mình rất đông. Nên khi mình vô đây mình tu, mình nghiêm túc mình tu là người ta tu theo mình nghiêm túc. Mình đi lễ Quan Âm là người ta lễ Quan Âm, còn mình đi ngủ là người ta đi ngủ. Nhớ nè, ngày lễ Quan Âm gì nè thì cái người ta về đây tu đông mà người đi theo tu cũng đông, nhưng mà cái nghiệp quan gia cũng không ít. Nó tạp nham nó đầy, thì cái tạp nham nó lựa cái lúc tạp nham nó xử quý vị. Có nghĩa là nếu mà tới giờ tu mới bị nằm đi ngủ trong phòng một mình đó, thì biết có những cái loài ma quỷ mà nó chiên đi hút cái hơi của người đang sống mình mà đang ngủ. Khi bị ngủ mà mình hả miệng như nè, nó lỡ nó làm nè, hút hơi. Khi nó hút một chút rồi nó tập trung, nó xô, nó nhào vô nó hút. Mà nó đầy dễ cả trăm cả ngàn người nó nhào vô nó hút. Xong quý vị mà khi mà thức dậy quý vị cảm thấy người mình nói, sao mà mỏi mệt quá trời, mỏi mệt vậy ta, sao mà người đuối quá vậy ta. Nên quý vị thấy có những người sắc diện người ta rất tốt, mà tại sao có những người sắc diện xinh xạo là vừa ưa ngủ phi thời, ngủ những cái lúc không đúng giờ đúng giấc. Đó là những cái lúc, đó là những cái lúc mà ma quỷ đến xử lý mình đó. Nên ở trong chùa giờ chỉ tịnh giờ ngủ ngay là nghiêm túc. Cái giờ buổi sáng đi tu là thức dậy đi tu liền, chứ không nói mà nằm đó một mình trong cái phòng nguy hiểm lắm. Tại vì gì, ở đây là cái nơi nó có mặt trái, mặt phải thì tu, cùng tu nó thù thắng. Mặt trái là bỏ tu chốt đó, có giỡn không? Ồ, nguy hiểm lắm á. Có cái bà kia, bà không tu, bà ra về cây sa la sau khu tăng, bà ngồi bà ngủ vậy mà bốn con chim là ỉa bốn cục phân lên mặt bà, kinh khủng chưa. Nên quý vị thấy rằng là trong chùa mình nó lạ như vậy đó, mà phần âm nó đầy trong chùa đó. Người ta tu, người ta hộ trì mình. Khi quý vị tu, người ta hộ trì vì cực điểm luôn. Nên cái người ta vô đây tu thì đó không có động tới người ta, không có làm phiền người ta. Để cho người ta tu đi, có phước hồi hướng cho. Tối đêm nay lại Quan Âm được, gió thổi mát rồi lên cái chỗ như đứt, vịn lại mấy tấm giấy đựng cho bay, bay lại không được. Hiểu chưa? Mà giờ mình lại gió bay hù hù hù, bay mấy cái tờ giấy qua bên sao như đứt đọc được. Hiểu không? Lấy tay vịn lại. Quay đơn giản nó nghe, ta hộ trì mình lắm đó quý vị. Mình vì người ta hộ trì mình. Nên tất cả vị trí nghe, ăn uống ngủ nghỉ giờ giấc đàng hoàng, về chùa 4 ngày nghiêm túc, phước duyên này thù thắng lắm. Phải được hướng dẫn nhiệt tình vậy đó thì mới bị kết quả bị rất là lớn. Chứ nếu không mà mệt mỏi nghe, nhất là nè cái bệnh này nè, cái bệnh tự nhiên mình thấy trời sao mệt quá, mệt chắc buổi nay nằm nghỉ quá, là nó mệt luôn á cho quý vị biết. Tại vì sao nằm nghỉ nó còn tổn ác đạn hơn nữa. Nó tập trung lại ngay mình, âm âm ngay mình, nó làm mình đuối luôn, bữa sau nghỉ tu luôn. Nên vừa hơi mệt mệt là cái nghiệp nó khảo mình đúng không? Nó dũng mãnh lên. Mình giống như mình mệt, mình làm mệt quá chị hôm nay sao đuối quá, nặng đầu quá. Mình phấn chấn lên. Hả? Nè. Ê. Nè. Tỉnh lên. À, mình dò đầu, gịch lỗ tai, tỉnh lên. Rồi bắt đầu người phấn chấn đi, ai vậy đà Phật, ai vậy đà Phật, ai vậy đà Phật. Tỉnh táo lên. Mà mỗi lần mà mệt mệt bấm cái điều niệm Phật địa chung của những đức á, cái điều mà ai vậy đà Phật, ai vậy đà Phật, ai vậy đà Phật, mình làm theo ai vậy đà Phật, ai vậy đà Phật, nhiếp một chút làm tỉnh queo. Nó ngộ lắm, nó tỉnh đó quý vị. Nó nên từ nơi đó nghe, vô đây có 4 ngày nó gặp bao nhiêu sự việc trở ngại cho quý vị nè. Người thì tinh tấn dữ lắm, người thì mệt mỏi, người giải đãi, nó khiến quý vị gì đó. Nhưng mà phải quy về cái tâm hết là gì? Tinh tấn, nhớ nghe. Cái nhân quả nó đáng sợ dữ lắm. Nên mới nói rằng là người đại tu hành không mê trong nhân quả, chứ không phải là không dính nhân quả. Thí dụ như mà mình, khi quả báo đến, mình
mình không hiểu nên mình kêu gào khóc lóc. Còn nếu như người tu hành thì khi quả báo đến, người ta trả phước cho rồi. Nên trong nhà Phật có câu nói rằng Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Bồ Tát rất sợ gieo cái nhân bất thiện vì sẽ gánh phải cái quả báo bất thiện. Còn phàm phu mình thì gieo nhân bất thiện, nhưng khi quả báo bất thiện đến thì mình khóc lóc kêu gào không đồng tình trả. Nên giết cá thôi đó mà dòng họ Thích Ca phải chịu tàn sát. Từ nơi đó mới biết rằng cái quả báo sát sanh này đáng sợ lắm. Giống như có câu chuyện được kể mà gia đình nuôi chăn để lớn lên bán thịt. Vậy mà khi gia đình nuôi chăn khá giả giàu có, rồi cũng có đứa cháu mới sanh mới biết bò rồi chút đỉnh. Vậy mà cuối cùng bị con chăn nó nuốt chửng đứa cháu luôn. Cuối cùng mổ bụng con chăn ra, đứa cháu nằm trong bụng chết queo. Gia đình giống như con đứa cháu mà rồi bắt đầu là bắn loạn điên cuồng, gia đình tự tan nát hết. Có nghĩa là từ cái gia đình mà nuôi con vật để bán và sát sanh để mà kiếm tiền này kia được. Quý vị để ý mà gia đình như nuôi vịt, nuôi cá hay nuôi heo, nuôi con vật chăn nuôi để mà bán đi, dù có giàu cũng nhất thời. Còn nếu như gia đình mà sát sanh những con vật sống để mà kiếm tiền thì nó càng mau xuống nữa. Nó xuống cái là giống như nó sụp đổ luôn vậy. Cái quả báo sát sanh là như vậy đó quý vị. Nó giống như ngày xưa mà câu chuyện chú Nguyễn Văn Công, gia đình cũng cắt cổ gà, cuối cùng gia đình chết từng người từng người. Tới chú thì bệnh ung thư xương, gia đình không còn cắt bạc nữa, có được nhân viên đến chùa, được chùa hộ niệm cho. Ngày xưa mà cái đĩa đó thôi nổi bật chứ, giống như là cái chân voi to vậy. Nên từ nơi đó mà mỗi một người chúng ta, khi mà mình hiểu được cái nghiệp sát sanh này đáng sợ rồi, tự nhiên mình không dám làm cái nghề sát sanh. Nhất là những cái gia đình mà thí dụ như mình bán thịt chó, thịt mèo hoặc là thịt trâu, thịt bò rồi, hay là nó tóm lại là những cái nơi sát sanh để mà mình làm giàu thì không tồn tại đâu quý vị, chắc chắn là không tồn tại. Thí dụ như gia đình mình mà thí dụ làm heo đi là phần nhiều là con phá gia chi tử vào nhà. Còn nếu không thì cũng là ung thư hoặc bệnh này bệnh kia, nó nặng dữ lắm. Rồi bắt đầu là nó tiêu sạch tiền, và tiền mất tật mang. Nên mỗi một con người chúng ta khi mà mình nghe đạo rồi, những cái nghề mà tạo nghiệp là mình tránh. Giống như những cái nghề mà cho dai ăn lờ đồ này kia nè, những cái nghề này mình cũng tránh phước cho rồi. Nó hoặc là mình chơi hụi rồi thôi, mình dẹp khỏi chơi luôn. Nhiều cô đây chơi hụi dữ lắm. Nó ngộ lắm, nó như nó lừa banh vậy quý vị. Nó cứ lừa tới lừa lui cho mình, ban đầu có được chút đỉnh. Rồi bắt đầu là mình thấy được lời, mình tăng thêm. Nhưng mà cuối cùng nó gơm một phát không còn cắt. Nó cũng là dùng cái phương pháp nó lừa mình. Nó gạt mình, nó lừa mình, nó dụ từ từ mình. Giống như mình cho mượn tiền lời. Ban đầu nó trả lời rồi cũng ngon, thấy cũng được quá, có tiền lời xài mà còn vốn. Vậy đó mình thấy được quá, mình gom cả vốn mình đưa. Mình đưa từ từ tới đủ duyên, nó quất phát. Rồi cả vốn liếng gì nó quất không còn cắt hả. Lúc đó là méo miệng rồi khóc. Nó lạ lắm. Những cái việc này là nó không có tồn tại. Không tồn tại. Đặc biệt nhất là mình làm ăn, mình kiếm tiền, rồi tiền mình xài chắc ăn. Tiền mà đem đưa cho người khác là không chắc ăn chút nào. Và Tự Tin Không thầy giảng nói rằng là tiền trong tay mình là tiền của mình. Tiền ở ngân hàng cũng chưa chắc tiền của mình. Tại vì cuộc đời này nó vô thường quá, quá vô thường, hiểu không? Bất chợt có những người ta giàu vô cùng giàu, người ta ngủ đêm sáng chết queo. Của cải vật chất gì nó dính sạch nhách chứ không ai lấy ra được. Nên từ nơi đó mà mình nói rằng là cái cõi này là cõi vô thường mà.
Nên mỗi một con người chúng ta, quý vị mới biết rằng cái quả báo mà sát sanh đáng sợ lắm. Nó rất là đáng sợ. Nó thể chiêu cảm theo mình để chờ cơ hội. Đó là gọi là súc sanh đó. Còn nếu nói về mà cái phá thai, việc này còn đáng sợ hơn nữa. Tại vì con khi con người mà người ta nhập thai, người ta sanh ra được làm người. Mà cái chủng tử làm người đó thì cái tâm thức nó mạnh. Mà đã là cái tâm thức nó mạnh thì sự báo thù nó cũng cực kỳ mạnh. Ví dụ như một cái con vật súc sanh thì nó vướng nó ghét. Mà nó còn có sự báo thù mạnh như vậy. Không chi là một con người sự báo thù cỡ nào. Mình bây giờ điển hình như bản thân mình thôi. Ai mà chỉ cần xúc phạm mình thôi là mình không biết tu là mình muốn giết người đó luôn. Nói chuyện gì hết, xúc phạm mình, chửi mình hoặc làm nhục mình thôi là bản thân mình đó tức tối vô cùng, thấy không? Nó còn ai mà chỉ cần mà động đến tay chân mình một chạy chùa một cái là mình tức tối mình quýnh ra liền, không? Không chi mà người ta giết mình thì cái sự báo thù cỡ nào. Nó nên câu chuyện mà Ngộ Đạt Quốc Sư Nhà Đức cứ kể suốt, thấy chưa? Nó giết làm một mạng người mà theo suốt mười đời, theo suốt để chờ cơ hội để báo thù. Nên từ nơi đó mà mỗi một người chúng ta mà ở cái cõi đời này mà mấy vị biết rằng là mang cái nghiệp phá thai, mà đa phần có gia đình thì mà đẻ suốt thì không nuôi nổi, đẻ suốt thì nuôi không nổi, nên chặn lại, mà chặn không được thì nó chui ra. Chặn không được thì nó xuất hiện, mà xuất hiện thì đem nó đi phá thai. Nên bây giờ cái thời cuộc bây giờ mà nói rằng là một hai đứa con nó nuôi quá trời khổ. Ngày xưa người ta nuôi được mười mấy đứa con, mà cái thời đó người ta nghèo mà ta nuôi được. Nhưng mà cái thời cuộc bây giờ chừng hai ba đứa là nuôi chăn hai phai cũ chứ không giỡn đâu. Phật giá cái gì nó cũng mắc, cái gì nó cũng cao. Kiếm tiền thì ít nhưng mà tốn tiền thì nhiều. Nên từ nơi đó mà nuôi con vất vả. Nên đa phần có gia đình là cái nghiệp chướng của mình sanh đến cái cuộc đời này là phải mang cái nghiệp đi giết con. Còn không giết được thì cũng chặn tối ngày. Mà chặn giết rồi sanh sao vàng giọt hết luôn. Uống thuốc phá thai ngừa thai giết. Uống thuốc ngừa thai giết người đàn bà xấu. Mặt mày mình te tua tả tơ. Nóng mà phá hoại bên trong. Từ nơi đó mà xấu xí, sắc diện nó sạm hết luôn. Chứ không có giỡn đâu nghe quý vị. Cái thuốc phá thai đó đáng sợ lắm chứ không có giỡn đâu. Nên từ nơi đó mà con người nó sẽ bị già đi dữ lắm. Nên tại sao mà cái thí dụ như những cô mà đi vô chùa mình tu càng ngày họ càng trẻ, tại họ đâu có uống thuốc ngừa thai. Thấy không? Có làm gì đâu uống thuốc ngừa thai. Còn mình thì mình uống thuốc ngừa thai, mình không ngừa thì nó có bầu. Từ nơi đó mà bây giờ mình phải ngừa hoài vậy đó, sợ đẻ ngừa hoài. Có nhiều người ta ngừa 5, 7 năm, mười mấy năm ta ngừa hoài uống thuốc đó hoài luôn. Thấy không quý vị, thấy cái sự tác hại kinh khủng không? Rồi từ cái đó mà thành bệnh hoạn, ung thư, bệnh này bệnh kia, đủ chuyện, thuốc nó chất kích thích, nó ngăn chặn, nó không phải đơn giản. Phá hoại bên trong ghê lắm, thấy không? Nó nên từ nơi đó mà quý vị biết rằng mình ở cái cõi này là cái cõi tạo nghiệp nè. Cái cõi này là cái cõi tạo nghiệp nè. Dễ sát sanh, dễ phá thai, dễ tạo nghiệp từ khẩu nghiệp, ý nghiệp, thân nghiệp. Nó rất dễ tạo nghiệp. Nên từ nơi đó mà mình vô trong cái chỗ đông người gì này, cái tác động nó cũng dễ tạo nghiệp cho mình. Từ cái chỗ mà vô trong cái chánh điện ngồi thôi, mà điện thoại ai reo thôi là đã bao nhiêu con người tạo nghiệp mình. Ví dụ như ông thầy không đang giảng pháp, điện thoại reo lên cái xung quanh cái tâm ý của mình. Thầy giảng mà điện thoại reo, reo. Trong tâm ý nó phát ra cái tâm đó liền tạo nghiệp từ tâm nghiệp. Giỡn chưa? Hoặc là bây giờ cái bà nào ngồi phía trước ngủ gục, nó thầy giảng mà ngủ gục. Nó là tâm nghiệp, nó tạo nghiệp rồi đó. Nó rất dễ. Cái nhân tố để mình tạo nghiệp dễ lắm. Nên thôi mình ngồi nghe giảng mình cứ nhìn thẳng ai nhận đức, đừng có quan sát ai. Quan sát gì cho nó mệt để dễ tạo nghiệp, đúng không? Ngồi đông gì, có nhiều bà nãy ăn cơm chưa tiêu hóa. Nói vậy là hiểu rồi. Cái trong lòng của mình cứ giáo giác, nó nghĩ không biết bà nào mà vô duyên. Nó đâu là ý niệm nó tạo nghiệp, thấy chưa? Nó rất dễ tạo nghiệp chứ không dẫn đâu. Rồi mình xuống mình lấy cơm thôi, nội mà chen chen vô, xô xô vô,
Nó có nhiều bà phải giữ, bà nói, mấy bà làm miso vậy, từ từ chút cũng có cơm hộp làm miso tôi giữ, thấy không? Đó, có khi mà cự nhau có chuyện nó xảy ra, thấy không? Nó rồi có khi đi vô trong cái phòng ở mười mấy người, 20 người nằm trong đó, mình muốn ngủ cái bà kia bà nói chuyện, mình bực bội trong tâm mình lên một chút mình la im đi mấy bà ơi, giờ ngủ lo ngủ đi, thầy đã giảng rồi, giờ chỉ tịnh để cho ta ngủ nghe một chút nghe pháp nữa, giờ này nói chuyện hoài. Bà kia mới nói, ủa miệng tôi nói mà tôi nói miệng bà sao mà bà cử tôi, thấy chưa, có chuyện nữa đó quý vị thấy không? Nên mới nói là một ngày một đêm ở cõi này tu bằng 100 năm ở thế giới cực lạc, mà ngày đêm nào, ngày đêm này nè, đây nè. Nó nên hồi sáng có bài chia sẻ mà nghiệp lực tiêu từ đâu, đấy nè, tập trung được cái số lượng người thiệt là đông gì về để mà tiêu nghiệp nè cho nhau nè. Mà mình mà không khéo để tiêu nghiệp thì mình tăng nghiệp à, mình không khéo tiêu nghiệp thì tăng nghiệp gán chịu. Gặp nhau ở đây gọi là quan gia thù nghiệp gặp nè, lúc này nè. Nhà mình có 2-3 người thì chả có 2-3 người đó thôi. Nhưng mà đến cái nơi đông người gì là chả đông người nè. Đó, quý vị khéo chả hay không? Nó khéo chả hay không 3-4 ngày này ở đây nè, chả là cấp kỳ. Giống như gom lại rồi. Nó giống như là kết luận á, gom lại. Lúc này là lúc nè, mình phải chủ động nha. Vô phòng ai nói chuyện mình nói u tớ rồi kìa, à, tớ rồi đó à. Lúc đó bắt đầu là mình hiểu không, cái cách giải nghiệp của mình là mình hiểu chủ động, biết không, là mình nói à, trong bụng ai vậy đạp ai vậy đạp ai vậy đạp, nghĩ rằng là không ngủ được đi, đừng có nghĩ rằng là cố gắng ngủ, là nghĩ ngủ không được, nghĩ là ngủ không được để trải nghiệm đi. Nó để cái tâm mình nó khỏi khó chịu. Còn nếu như mình nói là gán ngủ, nó nói kệ, nó gán ngủ, nó càng nói ngộ đó. Mình muốn ngủ thì tự nhiên văng vẳng bên tai nó cứ nói hoài. Mà nhất là nó, mà mình muốn nghe là nó nhỏ nhất mình cũng nghe nữa. Mình muốn nghe, mình nghe thế coi im chưa không biết nữa, mà cứ nghe bên lỗ tai mình nói hoài vậy đó. Đó, một chút là bồ đề gai nổi lên, bừng lên bừng lên la lên. Nó gọi là nghiệp không tiêu mà nghiệp nó tăng. Thấy không? Mà cẩn thận ha. Đó, rồi vô cái chỗ đông người mà ngồi gì nè, nội mà cái chỗ ngồi thôi không khéo cũng có tạo nghiệp, hiểu không? Thật sự ví dụ như mình ngồi trên gì mình cơ mình nghe thì mình trực tiếp nó dễ, phải không? Nhưng ngồi ở xa, thiệt xa thì phải cố gắng lắm, không giỡn đâu. Còn những người ta ngồi ngoài sân nữa là cao thủ võ lâm, ngồi tuốt ngoài sân quá, nhìn đâu thấy giáo giác không thấy ai, nghe cái tiếng nói không, hiểu không? Nó gọi là nghe mà không thấy người. Nên cái người mà ngồi tuốt ở ngoài sân là thiện căn nổi dậy. Quý vị công nhận không? Thiện căn họ quá dậy nên họ ngồi tuốt ngoài sân ngoài mà họ vẫn ngồi được. Bị hanh nắng nữa chứ. Cái gì nó cũng có cái giá hết chứ quý vị. Còn mình yếu thôi, mình vô trong đây ngồi phức rồi đi, cho nó chắc. Nên nó yếu không dám gà gió, yếu gà gió bị sốt không sao. Từ nơi đó người ta mạnh, nó ngồi quá xa nghe được luôn, ngồi nghiêm túc luôn, nghe đặc biệt luôn, thấy không? Đó là mỗi một người có cái thiện duyên khác nhau quý vị. Nên ở cái cõi này nó đa dạng cho chúng ta tạo nghiệp, dễ tạo nghiệp dữ lắm. Giống như mình tu được chút chút, mình gom là được một chút mà phá vỡ một phát một sạch dễ lắm á, nghe. Nó như hồi sáng như Đức nói mà, nhà vệ sinh rồi bị vô tạo nghiệp đó, không khéo vô đó tạo nghiệp. Bị gì? Gõ cửa, gõ rầm rầm giống á, nó nhắc hoài cái chỗ này nguy hiểm lắm nè, dép, thấy chưa, lộn dép mới, dép cũ không lộn, lộn dép mới, mang đâu dép. Nghe nói đi chùa lễ Quan Âm Bồ Tát 4 ngày, hôm kia mới ra chợ mua đâu dép mới mang. Đi quê rồi á, người ta không biết, lâu lâu đi chùa một lần, đi xa mua ưa để mua đồ mới, dép mới rồi còn văn mà đi chuyên nghiệp là mang dép cùi không. Văn đi chùa chuyên nghiệp là mang dép cùi không. Lựa mấy đầu dép gách mai là mang chơi. Tại có lộn cũng không sao, mình yếu quá nên lộn, mà dép mới là mình bực bội, dép mới mang mà lộn. Nó vậy đó mà tung tăng đi ra chợ mua đôi dép, lựa đôi dép mới mới mà mua đem về. Vậy mà đi chùa lộn đôi dép mới, bỏ đôi dép cũ.
ngộ vậy đó, lộn lộn giáp mới không à. À, thấy chưa, thấy không, sân si nổi máu lên liền, bắt đầu là đi tu về nhà đồn, đi chùa đôi dép mới mua dép xịn đi ghê, mua đôi dép bình thường thôi mà mắc là mắc đôi dép xịn, giống như cặm câu mà dính cá thì cá có ngón tay mà vuốt cá thì bằng cụm chân, cá vuốt là cá bằng cụm chân. Giống như chồng cứ thì chồng xấu, mà bồ chia tay thì đẹp dữ lắm. Xưa thằng bồ yêu tôi đẹp trai chứ sợ luôn. Nói thằng chồng, chồng tức máu lên nói, ủa đẹp trai sao mày lấy tao xấu quắc gì. Hiểu chưa? Đó, người mình nó ưa kỳ cục vậy đó à, cái gì mà mắc là cái đó là dữ lắm. Thấy không? Vuột đồ là dữ lắm. Còn giống như ăn trộm ăn cắp tiền, không mắc nhiều chứ nó mắc quá trời tiền bạc. Nổ mà. Thì biết rằng cái cõi này của chúng ta khổ cũng do mình nổ mà ra. Nổ quý vị. Nó nhà mà nghèo mà mới lên chút xíu xíu thôi, mua được chiếc xe Honda, chạy mà mặt nghinh nghinh, cuối cùng quay lại đụng vô cột đèn. Kiếm chạy á, chạy mặt kinh kinh, mặt kinh. Chạy xe Honda mặt kinh, cái ngực ệt mới chứ, cái cổ đưa phía sau. Mà chạy mà nhìn hai bên đường để coi có ai nhìn mình không á. Ờ chạy xe mà xạo, chạy xe mà kiểu mà nhìn hai bên đường, hai bên nhìn có ai nhìn mình không. Thấy nghĩ xe mới mua, chứ nhiều người chách lử nhìn á, cái chạy cái nhìn hai bên đường, cuối cùng quay lại cây cột đèn kế bên. Hồi xưa dưới quê vậy đó, có ông đó cũng xạo vậy đó. Mới mua xe Honda 50 thôi mà xạo dữ lắm. Chạy mà cuối cùng nhìn hai bên đường, cuối cùng lũi xong vớt xong cái chung. Nên nó từ nơi đó thì biết rằng là ở cái cõi đời này mà nổ mà khổ. Nổ á là khổ, chứ không phải giỡn đâu quý vị. Nó nên á, mình nổ ví dụ như mình tu hành rồi mình nổ bùm bùm rồi lên cho người ta đi tu rồi còn ngon, còn cái nổ mà khoe của á là khổ nghe quý vị. Nó mà khi nó nổ rồi á mà rồi là bắt đầu là khi mà là làm ăn cái gì mà suy sụp nó cũng giấu nữa, thiếu nợ cũng giấu nữa, ra dễ giàu. Rồi có khi mà gia đình giàu mà vợ chồng không hạnh phúc, bước ra thì làm bộ nắm tay chồng đi vậy đó, mà vừa vô nhà đóng cửa lên cái là nó xô cái tay ra muốn quýnh vậy. Mà bước ra thì giống như hai chồng hạnh phúc lắm, đi rồi ôm chồng rồi thấy như hạnh phúc lắm à, cũng giấu nữa nghe. Nên từ nơi đó mà cái cõi này nó rất nhiều cái khổ, nó đeo mang mình dữ lắm quý vị ơi. À, rất nhiều cái khổ. Giống như bây giờ đẹp, như những đức bây giờ thí dụ như tu hành từ từ sáng sủa đi, từ xấu xí tu từ từ nó sáng sủa lên đúng không, rồi từ sáng sủa lên từ từ nó xấu xí lại, chứ làm sao theo cái quy luật của nó, tự nhiên nó từ từ nó lên rồi thì nó phải xuống lại. Nó thí dụ như bây giờ nó coi được thì mai mốt tự nhiên ngủ một đêm cái tự nhiên sáng mai cái tự nhiên giống như tật nguyền đi, tai biến á. Chủ nhật quý vị đến á, tự nhiên chủ nhật bước ra đi kính chào quý Phật tử đúng không, đêm hôm thầy ngủ một đêm sao giật ngôi của thầy méo hiểu không. Mình nếu mà mình ra được là tự nhiên đó là mình cũng công phu được chút, nếu không mình chốt nói là thông báo với quý Phật tử mỗi tuần chủ nhật cứ đến tu bình thường, thầy lúc này đang nhập thất. Người tu mình là ưa dựa vào chỗ này lắm nha, bị cái gì hay buồn cái gì hay tu không được hay tính cái gì công chuyện lu bu quá đó là nhập thất. Nói thầy nhập thất chừng nào ra, nói chưa biết. Thầy bây giờ muốn vãng sanh dữ lắm nên nhập thất kinh khủng lắm, nửa tháng xong là chưa gì hết là ông nhập thêm nửa tháng nữa. Nó ưa cái vụ đó đó quý vị. Nên mỗi một con người chúng ta tu ở trong cái cuộc đời này á, mình phải tính trước cái chuyện nó thịnh thì nó suy, nó được thì nó mắc. Mình tính trước cái sự việc gì gọi là chủ lực tư tưởng của mình là nó trước nhất là mình phải là có một cái nhận thức trước.
Chứ nếu không nó quất mình một phát rất đại. Ví dụ như về chồng mình, nó rất là thương yêu mình, nó thương mình quá trời thương mình luôn. Nhưng mà mình tính trước cái chuyện nếu như một ngày nào chồng mình nó bỏ mình thì sao? Mà mình không có nói với nó gì, chẳng trong tâm mình là người biết tu đạo, mình nói một ngày nào bất chợt chồng mình nó không thương mình nữa mà nó bỏ mình thì mình phải làm sao? Mà tính trước những sự việc vậy đó, để làm chi? Lỡ nó bỏ mình thiệt thì sao? Từ nơi đó khi nó bỏ mình thiệt, nó ưu tính rồi mà. Mình vẽ con đường trước chứ, bỏ mình thì mình sẽ nuôi hai đứa con, mình nuôi đứa này nè, nhỏ này nó được, nó có duyên với mình. Hai đứa con mà đứa này nó có duyên với cha nó nè, đứa này nó có duyên với mẹ nè, mình chọn đứa này mình nuôi nè. Rồi mỗi ngày mình đi chùa sao, làm cái gì, tính trước sự việc của nó đi. Lỡ nó bỏ cái nè, tôi tính rồi, tính trơn rồi, đúng không? Nó mình á phải có cái tâm vậy đó, mình không có nghĩ cái việc đó nặng nề, nhưng mà trước nhất mình nghĩ vậy đó. Giống như ngày xưa những đức quản chúng ở trên Đà Lạt á, trên xưa đã quản bình thường vậy đó, những đức luôn luôn những đức suy nghĩ nếu một ngày nào nghĩ quản chúng sao. Cái những đức trả lời, nghĩ quản chúng thì mày lo tu khỏe quá. Quý vị biết rằng là tự nhiên đã quản chúng thì tự nhiên nghĩ quản chúng bất chợt luôn, không ai biết được luôn quý vị. Thì xuống khu chuyên tu tu liền, tại vì mình đã tính rồi quý vị. Nó chủ động mình trước nhất tính như vậy đó. Nó trong cái cõi đời nó hụt hẳn lắm, trong cái giỡn đâu nghe, nó gọi là lên voi xuống chó, bất thường lắm, kỳ cục lắm, thấy không? Nó bây giờ thí dụ như giờ chúng ta nghe mình ào ào, người ta nghe vậy ta cũng quý đó, ngồi nghe đau chân mà cũng cười hú hí. Rồi trước giờ mà lên giảng người đồ lợi xí chỗ đồ trước đó. Còn vậy đó, đừng nói ngon nghe. Một ngày nào họ chở mặt với mình, mình mà cái gì một cái đi, họ cầm guốc họ vượt. Tại vì họ quý bao nhiêu thì họ chở mặt bao nhiêu. Cái cõi này ghê lắm, mà nhất là phái nữ. Cái người nữ mà họ quý mình nhiều chừng nào là mình phải đáng sợ họ chừng nấy. Tại vì mình mà lỡ một cái gì một cái là họ chở mặt 180 độ, họ vượt mình, giết mình. Đúng không? Chứ không phải dễ đâu, nói, ông thầy ông nói dữ quá, bây giờ ông vậy tôi mỗi đứa tôi quýnh ông cây cho ông chết. Không phải giỡn đâu nghe, nên mình thôi cái gì cẩn thận. Mình tính trước cái chuyện đó thì mình có lối thoát. Nên quý vị biết rằng mình nghe đạo gì để cái tâm con người mình nó có một cái trực giác cao độ. Trong cái cõi này nó là như vậy mà. Giống như bây giờ nhiều người ta về chùa, tuy là chùa Hòa Thượng không mà, những đức người coi chùa thôi hiểu không, nhà nuôi chúng thôi. Nhưng mà nhiều người nói thầy công nhận cho tu nhận chậu chùa chiền gì đó bự quá chắc bự, về đồ sùm. Nhưng thầy này trẻ mà về chùa chiền không đâu, lớn quá chắc. Nó giống như giống như về đây nghe giảng gì tưởng đâu, có những người tưởng là những đức là chủ trì chùa quý vị, có tiếng có miếng có thứ gì đúng không đó. Rồi mình cũng tự nhiên cái mặt mình nó bự lên, mặt bự lên nó chùa tao hiểu không, nó gặp như dạ chào chú gì nữa chị. Hiểu không? Nó nên đó. Hoặc là mình ví dụ như mà ta gặp người ta kêu dạ ai với đâu không chào thầy gì con. Ông Nhận Đức tiều xưa giờ nó không có gì vậy, không có kêu người ta bằng con được, ngại. Ai bây giờ kêu ai bằng con nhé? Từ xưa giờ ai đến chùa có nghe như đức kêu ai bằng con không? Có kêu con nít thì có, nít nó xíu xíu mà kêu nó bằng con thì được. Chứ người ta mà lớn lớn một chút, như đức chưa bao giờ như đức kêu ai bằng con, mà cũng chưa bao giờ xưng thầy với ai luôn. Ai kêu gì kêu kệ người ta. Có những người người ta gặp như đức thì kêu chào thầy nhỏ nhỏ. Sau này có khi người ta đổi tên mình thích nhận nhọn. Thích nhận nhọn đúng không? Những đức nói kêu thì cũng được mà sợ mấy bóng nó nhọn thiệt. Tại sao? Tướng do tâm sanh ấy, kêu nhọn hoài nhọn luôn. Nó, bây giờ mai mốt kêu thích nhận bằng. Hết nhọn rồi nó bằng lại. Nên là mình không mầm con người mình, quý vị sống trong cái cuộc đời này khi mình có danh chút mình để hạ mình thường xuyên á,
Mình hạ mình thường xuyên là một phương pháp hay để bản thân mình không bị cái danh cái ngã nó nổi lên nhiều quá. Con người khổ đau nhất là cái danh cái ngã của người mình nó lớn quá. Vì nhớ nghe, mà nhiều người bị vậy mà. Nên vì để ý đi, những đức không bao giờ mà chịu cái chuyện mà những đức mà đi qua chia sẻ Phật pháp đồ mà mày dài ba chú chạy theo chị chạy dù không có nghe. Việc này những đức không bao giờ làm luôn quý vị. Đi lũi 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 vậy đó. Khi mà ta đứng cứng người cho những đức đi ngang đây, chị cho em qua coi chị. Có nhiều bà mới nói cho chỏ cái gì cho qua ai rồi. Quay qua, ủa thầy. Đúng không? Tại vì mình sau lưng mình kêu chị cho em qua coi chị. Nó nói ra cho chỏ vậy. Nó thôi mà chị cho em qua cái đi mà chị khô quá. Nó nói gì quay qua, chào thầy. Đúng không? Tại vì mình lũi đi với một mình lùng quá quý vị. Lùng quá. Nhiều cô mà mình ta đứng mà mình đi ngang mình đi vô người ta không thấy mình. Lùng quá lùng. Còn mà đứng cao quá mà đứng ngang cái ngang cổ quá thôi, mình đứng mình nhìn lên nó chị cho em luôn. Đúng không? Nên con người mình trong nhiều đời nhiều kiếp mình tạo nghiệp mà Đức Phật nói rằng nó không có thể tướng. Nó đã không có thể tướng thì bây giờ mình phải gầy dựng cái thịnh nghiệp cho nó mạnh. Để mà đời này của mình về cực lạc đi thì mới giải quyết được vấn đề sanh tử. Còn nếu như đời này mà mình trôi lăn tiếp tục thì không biết chừng nào mình có cơ hội thăng người nữa đâu. Khó lắm mấy vị à. Thí dụ như đời này mình tu hành được có phước, đời sau có thăng người. Ấn Tổ ngày nói đời thứ ba đi đọa lạc. Đời thứ ba đọa lạc. Nên mỗi một con người chúng ta đời này phải nỗ lực tu hành. Như bây giờ mình ở ngoài đời mình thấy có nhiều người giàu, người ta chết bất đắc kỳ tử, có cầm theo được gì đâu. Nhưng mà tạo cái cầm theo được nên nỗ lực tạo đi quý vị. Nên những đức nói với tất cả những vị trưởng đoàn, những người mà có nhân duyên dẫn dắt người đi tu thù thắng lắm. Chính bản thân cuộc đời của những đức là thay đổi được số mệnh cuộc đời mình là từ ngay gặp Phật pháp này. Trời ơi, những đức nói rằng một con người hư hỏng thế ghê, nhậu nhẹt té hư hứ, chó gặp trời mất dép, chứ đừng có nói ngự chó mà gặp còn sợ. Vì biết những đức ngày xưa nhậu dữ lắm, nhậu dữ lắm luôn, mà mỏ nhọn mà nhậu dữ lắm. Nhậu kinh khủng, nhậu xong uống, mỗi lần uống ly rượu uống vô khèo 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 thiết ghê. Mà ở dơ, nhậu ở dơ lắm quý vị. Nhậu xong cũng đúng miếng khèo khèo sau lưng thấy gớm. Rồi xong xỉn say bắt ói. Ói xong cái nằm nghe đống ói quậy, chủng chùm trong đống ói. Ghê quá. Sao có cô kia chạy theo nó, thầy cho con nắm tay. Ghê không? Nên bây giờ vì thay đổi cái số mệnh cuộc đời thì ghê. Ngày xưa nhậu mà nằm trong đống ói lăn trong đó thì ghê không? Mình mày dơ dữ lắm, chó nó thấy nó tưởng đâu là cái thứ gì không phải con người, nó sợ quá nó chạy, nó đứng từ xa nó sủa, mình vừa đứng lên cái chó giỏng đuôi chạy, kinh khủng không? Đó, một con người như vậy mà gặp Phật pháp còn thay đổi được số mệnh con người này. Quý vị thấy Phật pháp là báu vật đúng không? 100% Phật pháp là báu vật vô giá. Nhưng cái báu vật này mình phải là đủ duyên mình cầm được để sử dụng thì nó lợi ích cực kỳ lớn luôn. Nếu như mà đem cái báu vật này để bỏ vào cái túi áo mà cắt mà không dùng thì quý vị cũng là kẻ cùng tử. Nên gặp tịnh độ pháp môn niệm Phật này là một cái pháp môn báu vật vô giá, báu vật như ý này. Nếu như mà gặp mà biết sử dụng là quý vị sanh phước duyên lớn cực kỳ lớn luôn. Nên cái duyên của cuộc đời chúng ta mà gặp nhau ở cái cõi này, mà bây giờ mình tu mình rủ người cùng tu, bởi vì dẫn dắt người đi tu nó kết hợp thành một cái hội chúng gì thì do nhiều đôi tay con người kết hợp, chứ đâu phải một mình hòa thượng, một mình những đức hay một mình thầy nào trong chùa này đâu, mà là do bao nhiêu con người kết hợp để một được cái nhân duyên đặc biệt này. Thí dụ như giờ ngôi chùa này nó mọc lên cũng là thập phương bá tính khắp nơi cúng dường, mới mọc lên một ngôi chùa này gọi là chùa thập phương bá tính, nhưng phải có một người làm chủ trì để giải quyết vấn đề. Nó là như vậy nhưng thật sự là thập phương bá tính cúng dường, nên ai cũng có quyền ngồi trong được ở cái ngôi chùa này để nương tựa ngôi tam bảo. Thì mới nói là chùa là tổ ấm ta về. Quý vị công nhận mình về đây là tổ ấm mà. Đâu phải gọi là quý vị đi đến chùa này mà quý vị mà thấy giàu thì có phòng tiếp khách riêng, còn nghèo thì phòng tiếp khách riêng, còn mạc thì đứng ngoài đường. Đâu có, hiểu chưa? Ai đến đây cũng là một cái hộp cơm thì là một hộp cơm thôi.
Riêng chùa chúng ta là đặc biệt, quý vị là đây vị thấy rõ ràng không có cái chuyện ngồi tiếp khách riêng. Không có. Những đức mà tiếp khách riêng đó chẳng khỏi giảng luôn. Tiếp khách là không có giảng pháp được nha quý vị. Tiếp gọi là không có giảng được đâu. Vì mình nói hết trơn rồi. Mình nói chút mình hết năng lượng rồi. Nên tại sao mà lễ lọc những đức giống như là lên phòng đóng cửa cái rầm, không đi ra ngoài luôn mà. Vì sao? Vì những đức ngồi, những đức niệm Phật, những đức ngồi, những đức gọi là tư tưởng, những đức thoải mái dữ lắm ở trong phòng không mà. Rồi xuống là những đức giảng pháp ầm ầm vậy đó. À, nếu mà những đức đi vòng vòng khơ khơ bên ngoài để mà gọi là có ai cúng dường không á, là hết giảng. Tại vì thấy đông người, có nhiều người ta cũng muốn cúng dường, không thấy mình thì thôi. Nhưng mà mình đi lạng lạng chút là có người cúng à. Nhưng mà thôi, tôi vì cái buổi giảng này nè, và vì cái chuyện tối nay lễ Quan Âm này mà tôi cố gắng đó, xong rồi đi tính. Hiểu chưa? Nó, chứ bữa nay là tôi nói là mới có phạm có ngày bữa nay mà chưa xong buổi tối. Tôi thấy là tình hình này còn dài quá. Hiểu không? Tôi còn cố gắng, tôi phải duy trì ghê lắm. Nói vị đi lên đây, vị đang trong phòng như đứa ở sát bên mà như đứa có xuống đâu. Giỏi lắm, lâu lâu như đứa ra lan can, đứa nhìn kìa. Có nhiều cô đứng dưới thải, chạy vô đóng cửa. Hiểu không? Không dưỡng sức quý vị, phải dưỡng sức. Phải dưỡng sức mới làm nổi chứ, nếu không là rớt. Không dẫn đâu nghe. Thật sự mà nói cái chương trình mình đưa ra 4 ngày, nếu mà bây giờ mà mình rớt bất tử cũng thấy kỳ. Phải nỗ lực hết mình luôn. Nó nên quý vị biết là nhà Đức tối ngày nhà Đức trong phòng được. Tại vì sao? Nhà Đức vui, niệm Phật được. Chứ nhà Đức trong phòng có buồn. Những Đức mà được trong phòng hoài, Đức khoái lắm quý vị. À, cứ niệm Phật là ra vậy đó. À, nằm xong một chút ngồi, ngồi xong một chút đứng. Mà ngủ là nhà Đức trong phòng không về nhà Đức ngủ đâu quý vị ơi. Phòng có ngủ, không có buồn ngủ. Ngồi đúng buổi trưa là ngủ một chút, rồi xong thức dậy là ngồi chơi mình vậy đó. Cứ lại ra niệm Phật vậy, không có ngủ, không có buồn ngủ gì chứ á. Nên từ nơi đó mà như Đức tỉnh veo à. Đó, nên nhờ vậy mà cái năng lượng như Đức lễ lọc nó tràn đầy. Chứ cái chuyện mà một ngày giảng 3-4 buổi đâu có đơn giản đâu, vì có thấy ai mà vậy đâu, ít lắm. Đó, nhưng mà vì về đây vì thấy như Đức làm được rõ ràng. Mà lên là nói chuyện vì nghe được nghe. Nói hoài. Biết đâu mà nói hoài với kỳ cục ghê. Nó có cái chú kêu lợn gặp như Đức nó thầy sao mà nói hoài thầy. Nó thì tôi nói hoài mới có người nghe. Chứ không nói ai nghe, thấy không? Mà nói nghe được nghe. Mà mỗi lần nói nó có cái lạ đó quý vị. Tại vì sao? Vì nó đâu có chuẩn bị sao nói giống. Ví dụ như mình chuẩn bị mình viết một bài giảng thì mình viết lại, mình phải viết bài khác, còn nếu không mình giảng bị thuộc nó giảng giống. Còn này như Đức mới thuộc bài. Nghĩa là như Đức chưa bao giờ suy nghĩ rằng như Đức qua nói với quý vị cái gì đâu. Cứ là cái đề tài như Đức ghi gì như Đức đọc lên là nói sao đó nói. Nó tá lả âm binh, nó đại, nó càng, nó tứ tung. À. Đã là nói tá lả âm binh thì nó không trúng này trúng đầu kia. Nó không trúng bà này trúng bà nọ. Nói chung thì nó trúng bà này một chút. Nói chung nó trúng bà kia một chút. Chúng nó trúng tùm lum nhiều bà nói công giảng phải không giảng đúng tôi thấy ghê trời. Tại vì mình chơi tá lão ở bên nên nó dính tá lão ở bên luôn. Nên nó bị biết rằng là những đứa giảng pháp khỏe lắm. Những đứa khỏe rất là khỏe luôn. Những đứa muốn cần phải suy nghĩ tới cái giảng là cái gì đâu. Nó lên là đứa giảng ầm vậy đó. À, nó, bây giờ cái chuyến chúng ta đi đến đây là cái quan trọng nhất của chúng ta phải suy nghĩ tới là gì. 2000 lại mới làm được, không nói dòng do chứ. Cái này là cái kết luận thôi. Quyết định là 2000 lại, không nói. Nó lại hì hì, ào ào. Nó nói không, phải làm cho bằng được. Nhớ, lại 2000 lại xong con người nó tự tin dữ lắm. Nó cực kỳ tự tin luôn. Tại vì có khi mình nghĩ không có làm được, mà mình làm được. Ví dụ như ai mà đi lần đầu tiên đến đây tao nghe chuyến này phát nguyện liền, ra Quan Âm Bồ Tát quỳ phát nguyện. Phát nguyện là con lại 2000 lại Quan Âm Bồ Tát. Phát nguyện. Chứ đừng bao giờ nói rằng con lại được nhiêu con lại. Rớt liền, không nói dòng do, rớt liền. Phải quyết tâm lại. Mà vô chương trình lại rồi là miết, không có nói dòng do đi tiểu gì chứ. Đừng có nghĩ tới cái chuyện đi tiểu. Đi nghĩ đi tiểu nó đi tiểu. Giỡn đâu nghe. À, chiều chiều con gái là bắt đầu chúng ta ăn cơm xong, bắt đầu là từ đó tới chiều là ít uống nước, không uống nhiều, đỡ đi tiểu. Chứ trời ơi, gặp sẽ sửa lại con Âm mấy bà chơi nguyên ca. Chơi ca nguyên ca nước đầy, quỳ chú Âm nó, con Âm gia hộ con đừng đi tiểu nó cả.
Quan Âm nói mày uống ca đúng rồi kêu không đi tiểu. Giao Huy ca đúng rồi kêu đừng đi tiểu. Mày ngộ ghê luôn. Còn giái tao nữa. Hiểu không? Nên giống như giờ mình ăn cái cành hông mình không tiêu rồi mình đau bụng, mình Quan Âm gia hộ con đừng đau bụng. Quan Âm nói mày ăn cho cố, mày kêu bụng mày đau, mày kêu giá cái gì mà giá. Quỷ duyên mày đói đồ này kia, gia hộ tao cho biến biến người lại đem đồ ăn đến cho mày ăn. Con này mày ăn cành hông mày ăn quá trời ăn, đã no rồi mày còn vớt thêm chén. Vớt chén xong mày còn nhìn miếng dưa hấu, mày vớt thêm miếng dưa hấu. Ăn miếng dưa hấu cho nhìn trái chuối, lụm trái chuối. Cuối cùng đau bụng mày cầu Quan Âm gia hộ đừng đau bụng. Cái này là ngoài cái chuyện gia hộ không có dính dáng gì. Hiểu không? Mình phải hiểu nha quý vị. Nó tự bản thân mình, nó tự mình điều chỉnh đi. Nếu gia hộ là gia hộ mấy cái việc khác kìa. Còn cái chuyện bản thân của mình làm mình chịu chứ. Không lẽ bây giờ mình ăn cho no Quan Âm để cho làm cho mình đói. Hiểu không? Ngài không có đi rảnh rỗi đâu đi làm mấy cái chuyện kỳ cục gì. Nó nên cái này là cái bản thân chúng ta tu hành phải hiểu được cái nguyên lý của nó chứ đâu phải là mình mê tín tầm bậy tầm bạ. Nó ví dụ như bây giờ mình làm ác, mình sát sanh hại vật, mình giật chồng giật vợ người ta, mình hại bao nhiêu con người, xong mình quỳ chứ Quan Bồ Tát, Quan Bồ Tát gia hộ cho con thoát nạn cái này đi, rồi con trả lễ cho ngài. Mình nguyện thoát nạn đi rồi trả lễ chứ. Không lẽ bây giờ Bồ Tát Quán Thế Âm cần cái lễ đó để giúp cho cái kẻ ác này thoát nạn. Nó tầm bậy thế chứ. Nó vậy thì phải làm sao mới gọi là Bồ Tát Quán Thế Âm gia hộ. Thì bây giờ mình sửa đổi lỗi lầm, từ bi khoan dung mà tha thứ nên giúp cho mình, nhờ cái hạnh nguyện đó giúp cho mình để sửa đổi lỗi lầm. Khi mình sửa đổi lỗi lầm được rồi đi thì cái chuyện mà mình trả nợ, mình khổ đau, mình vui trả. Vì cái nguyên lý là chỉ mình để mà vui trả. Nên gọi là không mê trong nhân quả là gì? Mình đã tạo nhân gặt quả, mình không mê. Nên mình thông hiểu rồi cái nhân quả đó mình trả. Mình trả đó là cái nguyên lý gia hộ đó. Gia hộ cái pháp á. Gia hộ cái pháp á. Chứ giờ con mình nó tạo cái nghiệp, nó đi vô tù ngồi, mình quỳ chứ qua mình gia hộ cho nó ra khỏi tù. Nó đã gieo cái nhân tù tội thì bây giờ nó phải vô tù. Chỉ nó là chỉ cái pháp để mà mình vui trả trong tù. Chứ bây giờ nếu mày không trả trong tù này thì mày ở trong cái tù của địa ngục. Đó, thấy chưa? Cái tù này thì mấy chục năm, mà cái tù địa ngục thì vô lượng năm. Nên mày trả cái tù ở đây đi cho xong con. Nên gọi là không mê trong nhân quả là nguyên lý như vậy đó quý vị. Nó nên mình đến, tại sao mình lễ Bồ Tát Quán Thế Âm mà mình được cảm ứng là vì sao? Vì mình dùng cái tâm chân thành mình lễ lại mà cảm ứng. Giống như mình đem hạnh Bồ Tát Quán Thế Âm để làm cái hạnh của mình. Bây giờ mình là phàm phu, mình làm cái hạnh Bồ Tát Quán Thế Âm được không? Được chứ. Được. Bây giờ Bồ Tát Quán Thế Âm là vì chúng sanh. Bây giờ hòa thượng mình vì chúng sanh mà xây chùa là làm cái hạnh Quan Âm chứ gì, phải không? Rõ ràng. Già vậy rồi, 82 tuổi rồi, đi lũi đi coi công trình, đứng coi công trình xây dựng, xây vòng hộ niệm này kia, thấy không? Đó là cái hạnh Quan Âm đó. Nhiệt tình hết mình, nó chịu khó chịu khổ đi vì chúng sanh là hạnh Quan Âm. Còn bây giờ quý thầy quý chú quý cô quý cụ mình nhiệt tình, người thì nấu ăn, người thì đi sắp xếp, người thì giữ xe, làm đứng ngoài nắng, ngoài mưa. Thí dụ, làm quá trời luôn là hạnh Quan Âm chứ gì. Đó, có khi mà mình lại Quan Âm quá trời luôn mà mình không biết cái hạnh Quan Âm đó là cái hạnh gì người ta. Còn mình đi về đây là mình lo tu học, mình ngồi mình nghe pháp, mình niệm Phật, mình đừng có ngủ. Hiểu không? Đó, nên những buổi chia sẻ này là những cái tư tưởng kích động tư tưởng với quý vị. Nó hừng hực cái tâm quý vị lên để quý vị cố gắng tu, hồi hướng cầu an cho người thân, cầu siêu cho người thân, cầu cho toàn thế giới này kiếp nạn quá giải bớt đi. Đó là cái tâm của chúng ta tạo nên những cái nhân duyên pháp hội này để mà mình cầu an cầu siêu cho tất cả chúng sanh. À, chúc quý vị an lạc nha. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.